Thưa quý vị, đây là anh Phạm Viết Tâm, ngụ tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Dù là khá bận rộn với công việc của mình, thế nhưng mà anh Tâm vẫn luôn dành thời gian để theo đuổi đam mê thiết kế, chế tạo ô tô mô hình. Được biết cho đến nay đã có rất nhiều bản sao những chiếc ô tô nổi tiếng trên thế giới được ra đời từ bàn tay tài hoa của anh. Trong câu chuyện nói về thú vui của mình với phóng viên Nóng 24 giờ, anh Tâm không giấu giấc mơ một ngày nào đó sẽ mở được một công ty chuyên làm xe mô hình tại thành phố biển Nha Trang. Thường tìm tòi trên mạng, anh Phạm Viết Tâm đã tận dụng motor của ổ đĩa CD để cải tiến thành máy vẽ, cắt được ván ban xa để ráp thành ô tô mô hình thu nhỏ bằng gỗ. Hiện anh đã chế tạo rất nhiều mẫu xe ô tô mô hình thu nhỏ đúng từng chi tiết và tỷ lệ thu nhỏ. Trong đó có nhiều xe nổi tiếng trên thế giới, từ chiếc xe cứu hỏa của hãng DAF của Đức, chiếc máy cày John Deere 9R của Mexico, đến chiếc xe tải chuyên chở vũ khí hạng nặng của Na Uy cùng rất nhiều xe chuyên dụng nổi tiếng khác của các nước. Cái niềm đam mê tạo ra cái máy vẽ từ cái đơn giản cho đến phức tạp. Sau đó mình tự thiết kế cho những cái mẫu của riêng mình. Bây giờ thì mình cũng có một số cái khác kinh nghiệm về cái việc thiết kế những cái chi tiết nó cần thiết cho một cái mô hình cũng khá là phức tạp. Trước đây thì có rất là nhiều khách hàng ở trên thế giới, cũng như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, v.v. Họ đặt hàng và họ làm, mình làm theo. Hiện anh Tâm đã chế tạo gần 100 mẫu xe ô tô mô hình thu nhỏ đủ các chủng loại như Toyota Land Cruiser, bán tải Ford Ranger, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, chiếc máy cày hầm hố hoặc siêu xe McLaren Senna, v.v. Trung bình mỗi xe anh mất khoảng vài ngày để thiết kế bản vẽ, cắt các chi tiết trên ván ban xa để ráp thành xe mô hình. Hiện anh mong muốn một ngày nào đó sẽ mở được một công ty chuyên làm xe mô hình tại Nha Trang.